Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, xin đại chúng an tâm. Niệm Phật, kính thưa đại chúng, như vậy là chúng ta đã xong bài kinh thứ tư. Hôm nay chúng ta sang bài kinh thứ năm là kinh Không Uế Nhiễm, trang số 39. Như chúng ta biết, thông thường thì tất cả các cái bài kinh là đều do Đức Phật thuyết, như bốn cái bài kinh mà chúng ta đã học, tức là bài kinh Pháp Môn Căn Bản là nói về cương yếu của tất cả pháp, rồi tất cả đạo hoặc là bảy phương pháp để đoạn trừ đạo hoặc, rồi bài kinh Thừa Tự Pháp Đức Phật dạy cái cách chúng ta thừa tự pháp như thế nào là đúng đắn, rồi sang bài kinh Sợ Hãi Kiếp Đảm. Thì phần lớn những cái bài kinh này, ba cái bài kinh trừ cái bài kinh Thừa Tự Pháp là do Ngài Xá Lợi Phất thuyết giảng, thì phần lớn chúng ta thấy các bài kinh đều do Đức Phật dạy. Và tuy nhiên thì cũng có rất nhiều bài kinh, nhất là trong kinh Tạng Nikaya chúng ta sẽ thấy là do có rất nhiều bài do các đệ tử của Đức Phật thuyết giảng, mà tuy nhiên thì sau cái thời giảng đó thì phần lớn là có cái sự ấn chứng của Đức Phật, tức là khi mà Xá Lợi Phất tuyên thuyết như vậy thì Đức Phật nói đó là thiện thuyết hay cái gì đó. Và phần lớn là những cái bài kinh đó thuyết dưới thời Đức Phật, và những cái bài pháp đó là cũng từ nơi Phật ra, mà tất nhiên là do các ngài đã thẩm thấu và các ngài thuyết giảng ra. Thì bài kinh ngày hôm nay là bài kinh Không Uế Nhiễm, cũng tương tự như vậy. Bài kinh này không có do Đức Phật thuyết giảng, mà hoàn toàn trực tiếp từ Ngài Xá Lợi Phất thuyết giảng. Trên thực tế thì ở đây xuyên suốt cái bài kinh, trong cái phần thoát yếu này thì chúng ta thấy là chỉ có một hình ảnh của Ngài Xá Lợi Phất thuyết giảng thôi, nhưng mà trên thực tế thì nếu mà chúng ta đọc vào cái bản kinh gốc đó thì đó chính là cái đối thoại giữa Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Nên là Ngài Xá Lợi Phất thì đưa ra vấn đề, xong rồi Ngài Mục Kiền Liên là cái người hỏi. Chúng ta biết là như kinh Đại Thừa chúng ta cũng vẫn học đó, thì nhiều khi hỏi không phải là các ngài không biết. Ngài Mục Kiền Liên thì đương nhiên những cái vấn đề này thì ngài cũng biết rất rõ, nhưng mà ngài hỏi để lấy cái cớ để cho Ngài Xá Lợi Phất thuyết giảng cái bài kinh này một cách cặn kẽ hơn. Và phần lớn nếu mà chúng ta ở bên Bắc truyền Phật giáo, và nhất là chúng ta học kinh điển Đại Thừa, thì chúng ta thấy là vai trò của Ngài Xá Lợi Phất với Ngài Mục Kiền Liên ấy thường thường là ít thấy có vai trò hơn, và thậm chí là Đức Phật còn khiển trách nữa, giống như là kinh Pháp Hoa là trao cho cái này mà nhận cái pháp thấp hơn, khiển trách các ngài. Mà tuy nhiên chúng ta thấy là khi mà đi vào kinh Tạng Nikaya, chúng ta thấy là hai ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên có một cái vai trò vô cùng đặc biệt, vô cùng quan trọng mà không có thể thay thế được, không ai có thể thay thế được. Đó chính là cái lý do tại sao mà cái người đệ tử đầu tiên của Đức Phật là năm anh em Hồng Kiều Trần Như, nhưng mà trong kinh điển ghi lại đấy là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên được gọi là Chí Thượng Thanh Văn. Chí Thượng Thanh Văn tức là gì? Tức là trong toàn bộ đệ tử của Đức Phật, hai ngài là ở trên cao nhất. Và kinh điển đây cũng còn dùng một cái từ khác được gọi là hai ngài là tướng quân trong chánh pháp, tức là giống như là
bậc tướng Đức Phật là cái người ví dụ như là vua pháp này, chúng trung tôn tên là bậc pháp vương, tức là vua về pháp, còn ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên là tướng quân trong kinh pháp, tức là mọi thứ điều hành ở trong tăng đoàn và sự đôn đốc các đệ tử. Từ đây chúng ta sẽ thấy ngay cái bài kinh Thừa Tự Tháp lần trước chúng ta học, chúng ta thấy rất rõ rằng là ngài Xá Lợi Phất là cái người đôn đốc huynh đệ của mình để mà tu tập, để làm sao cho thầy và trò không mang tiếng rằng là người thừa tự tài vật mà phải là người thừa tự pháp. Thì chúng ta thấy là vai trò của ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên ở đây rất là quan trọng. Và nếu mà chúng ta đọc trong kinh điển thì chúng ta biết về cuộc đời của ngài Sơ Sơ đấy, đúng không? Hai ngài Sơ Sơ. Và ở đây chúng ta thấy là có một ở một cái bài kinh nào đó chúng ta cũng gặp, nhưng mà ở đây tiện thì sẽ kể luôn là để chúng ta thấy là cái vai trò của cái hai ngài này rất là quan trọng. Là khi mà gần cuối đời đó, khi 3 tháng mà Đức Phật tuyên bố nhập diệt là còn 3 tháng nữa thôi, thì theo như cái truyền thống đó, thì hai cái ngài mà Chí Thượng Thanh Văn, tức là tướng quân chánh pháp là ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên đó, thì thường thường bao giờ là cũng nhập diệt trước Đức Phật. Và cái lý do của nó thì khi gặp chúng ta sẽ thưa thêm, tức là đơn giản tức là hai cái vị tướng quân đó bao giờ theo cái truyền thống thì bao giờ cũng nhập diệt trước Đức Thế Tôn. Và khi mà Đức Phật tuyên bố 3 tháng đến ngày nhập diệt thì lần lượt ngài Xá Lợi Phất đảnh lễ Đức Phật và trở về quê để độ mẹ mình. Và chúng ta biết là khi mà tức là để tuyên bố là khi về quê độ mẹ mình xong rồi nhập diệt đó, khi mà ngài Xá Lợi Phất đảnh lễ Đức Phật xong mà đi đó, là Đức Phật đi một đoạn rất là dài để mà tiễn ngài, và thậm chí là đi một đoạn dài rồi mà phải nhìn cho ngài Xá Lợi Phất khuất bóng, không còn nhìn thấy tâm hơi tâm dạng đâu nữa, và ngài mới trở về. Và tương tự như vậy thì ngài Mục Kiền Liên là do cái nghiệp lực cho nên là ngài bị người ta đánh, nhưng mà sau đó thì ngài dùng thần lực của ngài thu thân lại về đảnh lễ Đức Phật và cuối cùng cũng nhập diệt, và ngài đã phải tiễn đưa hai ngài đi. Và một cái chi tiết này thì chúng ta thấy là cái vai trò của ngài rất là quan trọng như thế này. Nhưng là khi đó Đức Phật nhập diệt và ngài vẫn tiếp tục du hành đi để mà thuyết pháp trong 3 cái tháng còn lại. Và đến một cái chú sư đó, và khi mà dân làng trong chú sư đó là những cái Phật tử rất là thuần thành đó, và Đức Phật dừng chân ở đó và ngài thuyết pháp ấy, thì mọi người lũ lượt kéo tới đông lắm. Và chú sư lân cận nghe tin Đức Phật cũng sắp được nhập diệt cho nên nghĩ rằng là cái cơ hội mà gặp Đức Phật không còn bao nhiêu nữa, cho nên là lũ lượt kéo về cái thời pháp rất là đông. Khi mà mọi người an tọa tĩnh lặng hết rồi thì Đức Phật bước ra cái pháp tòa. Và khi mà bước ra như vậy thì ngài ngồi hoài, ngài không có nói, ngài không có thuyết pháp gì hết. Thì ngài A Nan mới thưa thỉnh bạch Đức Thế Tôn là xin ngài thuyết pháp, và Đức Phật vẫn cứ lặng thinh. Đến lần thứ ba ngài A Nan thỉnh Đức Phật thuyết pháp, thì Đức Phật mới bâng quơ bất cần nói là ngài A Nan, sao mà mọi người đi đâu hết mà sao vắng thế này, vắng này thuyết pháp cho ai? Chúng ta thấy là xong rồi ngài A Nan nói là bạch Đức Thế Tôn, ngài có sao không vậy? Bởi vì cái thời pháp này là cái thời pháp mà đông nhất từ xưa đến giờ chưa từng có. Bởi vì trước đó là Đức Phật chưa có tuyên bố nhập diệt, cho nên là họ nghĩ rằng cái cơ hội gặp Đức Phật rất còn nhiều, cho nên là họ không có tới. Nhưng mà khi mà Đức Thế Tôn đã tuyên bố nhập diệt thì họ biết rằng là cái cơ hội mà gặp Đức Phật không còn bao nhiêu nữa, cho nên là Đức Phật nhìn lại đi, đông vô cùng tận, chưa từng thấy luôn, mà tại sao ngài nói rằng là không có ai và thế nào? Thì Đức Phật thông thả, ngài nói là ngài nhìn sang bên phải, nhìn sang bên trái, ngài nói rằng là thiếu vắng Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, ta thấy sao mà trống vắng. Nhưng thấy là cái vai trò của ngài nó lớn lao như vậy, thì chỉ thiếu có hai người thôi mà một hội chúng đông như vậy mà Đức Phật cảm thấy nó vô cùng trống vắng. Bản thân chúng ta cũng vậy thôi, cái tâm lý rất thường tình của con người là chúng ta giữa một cái gia đình chúng ta hoặc bạn bè chúng ta rất là đông, nhưng mà có một cái người mà chúng ta rất thích, chúng ta rất là quý mến. Ví dụ mà chúng ta đãi tiệc chẳng hạn, chúng ta mời rất nhiều người tới, có người quý nhất mà họ không tới,
mình cảm thấy là ở sao nó trống vắng, mà thấy nó vẫn cứ buồn, mặc dù là nhạc tập trình vui rồi người vui, người tới nhảy múa rất là vui, mà mình thấy là nó có một cái gì đó nó thiếu thiếu gì đó. Thì Đức Phật ở đây ngài cũng thấy ở cái điều đó, thì chúng ta thấy là kể cái câu chuyện đó để thấy rằng là cái vai trò của ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên rất là quan trọng ở trong tăng đoàn, và chính nhờ hai ngài sở lý mà các ngài đến với đạo sau cả rất nhiều các vị thánh tăng khác, nhưng mà hai ngài giữ cái vị trí thượng thủ là bởi vì hai ngài có cái tài, thứ nhất là có cái tài mà giống như điều hành ấy. Rồi cái thứ hai nữa, rất tất nhiên là trí tuệ của các ngài là vượt xa, cho nên là chúng ta thấy là khi mà cái trí tuệ nó vượt lên thì sẽ đứng ở cái vị trí quan trọng thôi, thì ăn thua là cái chỗ mà chúng ta có tài hay không nữa. Thì cái việc mà đắc đạo chúng ta thấy là đắc đến quả A-la-hán không phải là ai cũng giỏi. Đắc tức là chúng ta gì? Chúng ta giải quyết xong cái nợ sinh tử thôi. Thế còn cái việc mà cái trí tuệ của chúng ta có, cái khả năng của chúng ta có hay không, nó lại là một cái chuyện khác nữa. Bởi vì cái đó nó thuộc một chút về cái thế gian pháp, ví dụ như là cái công việc điều hành. Như ngài Châu Lợi Bần Đạt, cái ngài rất là dở, ngài rất là đó, rất là tâm tối, nhưng mà ngài tu ngài cũng đắc thánh quả, nhưng mà ngài không có điều hành được bởi vì cái trí tuệ ngài không có. Hay như nếu mà chúng ta học kinh Na Tiên Tỳ Kheo, chúng ta thấy đó, vua Di Lan Đà rất là thông minh, tài hùng biện, rất là giỏi, chúng ta có học cái kinh đó. Và ông không phải là cái người đắc được quả A La Hán, nhưng mà tất cả các vị A La Hán thời bây giờ không có nói lại được ông ấy, không có tài hùng biện, mà cuối cùng là phải gì? Phải chờ một cái vị Na Tiên sinh ra cõi đời này mà huấn luyện cho ngài, tức là dạy cho ngài các cái cách thức để mà trở thành một cái người hùng biện. Ngoài cái việc tu tập ra không tính, nhưng mà phải dạy cho cái thế sự, cái thế học, tức là cái tài hùng biện. Và khi mà ngài có cái thế học, có cái pháp học, pháp hành và cái tuệ giải thoát rồi đó, thì ngài thấy là khi mà ngài thăng tòa đối diện với Di Lan Đà, thì ngài Na Tiên thấy là ông vua này so với mình không có phải là, đại khái nói nôm na tức là không có khó khăn gì để mà khuất phục cái ông vua Di Lan Đà này. Nhưng mà trong khi đó các vị A La Hán kia thấy đó là một cái chướng ngại rất là lớn, bởi vì các ngài cái khả năng, cái thế trí của các ngài không có có thế trí, tức là cái trí tuệ về thế gian đó. Thì chúng ta thấy là hai ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên rất là quan trọng đối với chúng ta, và ngài là những người đôn đốc tất cả các huynh đệ còn lại để tu tập. Và chúng ta ngày nay sở dĩ mà có pháp để mà tu học là cũng dưới cái sự đôn đốc của các ngài. Và tất cả, hay là có cái câu chuyện mà khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài ngồi ngài quán chiếu, ngài thấy rằng là trong thiền định, ngài thấy có một số các cái đức Phật thời quá khứ là khi mà thuyết pháp xong ấy, thì các ngài nhập diệt xong thì giáo pháp là tan biến liền, không có tồn tại lâu dài. Rồi có một số các đức Phật khác ấy, thì thuyết pháp xong thì giáo pháp tồn tại lâu dài hơn, thì ngài không hiểu lý do tại sao. Thì đức Phật nói rằng là sở dĩ mà giáo pháp còn tồn tại lâu dài là do đức Phật đó lộng đãi chế định giới luật, giống như là cái sợi chỉ nó sâu các cái bông hoa lại, gió nó thổi thì nó cũng không có bị tứ tán mỗi nơi một thứ, thì giáo pháp sẽ tồn tại lâu dài. Còn các vị Phật mà giáo pháp mà tồn tại ngắn là bởi vì không có động đái tuyên thuyết giới luật, cho nên là không có cái sự sâu kết lại với nhau, cho nên là khi mà ngài mất một cái là tứ tán mỗi nơi đi một thứ, là giáo pháp tồn tại không có lâu dài. Và khi mà vừa nghe như vậy một cái thì ngài Xá Lợi Phất lập tức xin Thế Tôn động đái tuyên thuyết giới luật, mà tuy nhiên thì Đức Phật từ chối bởi vì chưa có người phạm, cho nên ngài chưa chế giới. Nhưng mà nói như vậy để chúng ta thấy rằng là cái tâm của ngài Xá Lợi Phất đối với tất cả, đối với giáo pháp và đối với tất cả huynh đệ và tất cả những người học học sau này, ngài có một cái tâm rất là từ bi và muốn trải rộng giáo pháp của chúng ta. Và chính vì thế mà với chúng ta bây giờ rất là phải nhớ ơn ngài Xá Lợi Phất và rất là phải nhớ ơn ngài Mục Kiền Liên. Thì đó là sơ qua về hai ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, là bởi vì cái bài kinh ngày hôm nay đó chính là cái sự đối thoại giữa hai ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Chúng ta mở trang kinh số 39 để phân tích cái đề kinh trước. Tên kinh tức là Anganasutta. Chúng ta thấy là ở đây nó chia ra làm
3 phần chữ A tức là không. Chúng ta thấy là nếu mà học tiếng Pali mà chúng ta có thấy cái chữ A hay là chữ Ni tức là nó sẽ là không. Ví dụ như Nibbana đó, Nibbana chúng ta thấy là chúng ta hiểu Nibbana tức là như nào? Phiên âm dịch nghĩa ra đấy, Niết bàn, nhưng mà chúng ta thấy nghĩa của nó là Niết bàn tức là phiên âm của cái chữ Nibbana thành Niết bàn, hoặc là chúng ta đấy gọi là phiên âm và dịch nghĩa nó khác. Ví dụ như là chữ Siddhartha thì chúng ta dịch ra là Tất Đạt Đa, tức là phiên âm thôi chứ không có mang nghĩa. À, chữ Nibbana chúng ta phiên âm nó gần gần tương đương với chữ Niết bàn, và chữ Niết bàn đó chính là gì? Tức là nó là Ni tức là không, Ni nó kết hợp với chữ Bana đọc thành Nibbana. Ni tức là không, còn Bana tức là không tham, không sân, không si, không giận, không hờn. Bana tức là nó bao gồm tất cả những cái cấu uế, tức là không có những cái cấu uế trong đấy, như cái bài mà tất cả là hoặc chúng ta đã học, tất cả là hoặc tức là tất cả những cái cấu uế. Ni tức là không, không, và Bana tức là không còn những cái cấu uế ở trong đó. Thì khi mà chúng ta làm lắng đoạn trừ tất cả 10 kiết sử, hay nói ngắn gọn lại thì nó thành ra là tham sân si, thì nó khi mà chúng ta làm xong cái việc đấy tức là chúng ta đắc được quả A La Hán. Và quả A La Hán như đã nói tức là mô tả một vị A La Hán là gì, tức là cái người đã đặt cái gánh nặng xuống và những việc cần làm đã làm xong. Đã làm xong tức là gì? Đã diệt trừ hết được kiết sử tham sân si hay là 10 kiết sử phiền não đó, thì đó là những việc đã làm xong, thì là vào Niết bàn mà thôi. Niết bàn là cái trạng thái mà chúng ta không có còn 10 kiết sử nữa, thì đại khái là như vậy. Thì chữ A ở đây cũng gần tương tự như vậy, nhưng mà ở đây thì chữ A thì cái nghĩa là chúng ta không có cần đi thiết đi vào Pali nhiều, thì đại khái chúng ta chỉ cần hiểu như vậy thôi. Thế là A, chữ A đứng trước nó có nghĩa là không, còn chữ Angana, Angana tức là uế nhiễm hay là cấu uế, Sutta tức là kinh. Thì như vậy cái kinh này tức là kinh không còn cấu nhiễm, không còn uế nhiễm, như tiếng Việt chúng ta đã dịch ra, và tiếng Anh tức là without blemish. Đó là cái phần thứ nhất là phần tên kinh. Chúng ta sang cái phần phát yếu. Chúng ta đọc sơ qua cái phần phát yếu và đi qua cái nghĩa của nó để biết được tổng thuyết cái bài kinh ngày hôm nay nói gì. Chúng ta cùng đọc cái phần tiếng Anh để có thể trao dồi thêm một chút ngữ vựng tiếng Anh về Phật học. Angana Sutta, without blemish, the Venerable Sariputta gives a discourse to the bhikkhus on the meaning of blemish, explaining that a bhikkhu becomes blemished when he falls under the sway of evil wish. Without là không, blemished là cấu nhiễm, uế nhiễm. Cái đó cũng là một cái thuật ngữ cấu uế hay là uế nhiễm chúng ta thường nghe đó. Venerable tức là đại đức hay là một vị tôn giả hay là quý thầy hay là quý cô. Đó là một cái từ chúng ta cũng cần biết. Sariputta tức là Xá Lợi Phất đó. Sari mà chúng ta dịch ra là thu tử, Putta tức là con, là con của bà thu tử, như chúng ta vẫn nghe về ngài Xá Lợi Phất đó. Gis là giảng giải hay là trao cho, discourse là pháp thoại hay là một bài pháp. To the bhikkhu, bhikkhus là một cái thuật ngữ được dùng bằng tiếng Pali, tiếng Anh bây giờ cũng dùng cái từ đó, hoặc là bhikkhu hay là venerable cũng vậy. Bhikkhu tức là tỳ kheo hay là một vị thầy. Bhikkhunis là một vị sư cô. On the meaning, về ý nghĩa, of blemish, về cấu uế. Explaining là giải thích. That rằng a bhikkhu là một vị tỳ kheo become blemished, tức là trở nên bị cấu uế hay là bị cấu uế lôi kéo hay là bị uế nhiễm. When he falls, khi mà vị đó rơi vào under tức là dưới, để bị rớt xuống hay là rơi vào the sway tức là cái vòng xoáy lắc lư đung đưa, hay tức là chúng ta bị thao túng. Tức là thao túng ở đây muốn nói rằng là bị danh dự lợi dưỡng hay là những cái tư tưởng xấu không tốt đẹp
nó lôi kéo chúng ta, bởi vì chúng ta thấy rằng là những cái mà chúng ta làm thiện đó nó khó hơn những cái mà chúng ta làm việc khác. Under the sway of evil wish, tức là những cái ước muốn mà không tốt đẹp. Và chúng ta thấy như đã nói đó là khi mà chúng ta làm thiện đó là chúng ta làm nó khó hơn là chúng ta tạo những cái việc khác. Chúng ta biết tại sao? Tại sao mà chúng ta rơi vào những cái việc làm bất thiện nó dễ hơn là những cái việc mà chúng ta làm những cái việc thiện? Thứ nhất là tập khí thì đúng rồi, nhưng đẹp. Đúng rồi, không phải nghĩ là đúng, bởi vì chúng ta thấy là gọi là vọng tình dị tập, trí đạo nan văn là sao? Tức là vọng tình là những cái điều dị tập, tức là dễ tập. Vọng tình tức là những cái điều mà không có tốt đẹp là rất dễ làm. Ví dụ như là mình ăn trộm đi chẳng hạn, mình chả cần ai đây mà mình thấy là mình đang túng thiếu cái mà mình thấy của nó để ra ngoài, đấy là mình lấy thì đâu cần ai dạy đâu. Từ nhỏ mình đã thấy là mình không ai dạy là mình đã làm cái chuyện đó rồi. Nhưng mà cái việc làm thiện đấy nó khó hơn. Trí đạo nan văn tức là gì? Những cái việc mà trí đạo tức là đưa đến cái cao tột thì nó rất là khó nghe. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy là chúng ta đến đây ngồi chúng ta nghe pháp là cái việc rất là khó, là bởi vì sao? Bởi vì gia đình chúng ta rất nhiều thứ để mà chúng ta phải giải quyết là một. Thứ hai là đến đây nghe là những cái điều mà cứ phải bắt chúng ta phải làm thế này, bắt chúng ta phải làm thế kia. Ở nhà mình làm có mệt rồi, đến đây để bắt thêm làm một vớ việc nữa, mà thêm nữa. Cho nên chúng ta thấy là khi mà Đức Phật nhập diệt, cho nên là ông Tu Bà Đà Lao nói là ông ấy nhảy nhót vui mừng. Ngày Ca Diếp hỏi là tại sao Đức Phật nhập diệt mà sao nhảy nhót vui mừng, nói là thì ông ấy chết thì cũng được chứ đâu có gì đâu, bởi vì khi mà sống ông cứ bắt làm hết cái này làm cái kia mệt thấy bà mọi luôn, mà bây giờ ông chết mừng quá rồi, bây giờ mình được thoải mái. Chúng ta thấy là muốn nói rằng là trí đạo nan văn là như thế. Mấy một cái điều quan trọng nữa, chúng ta thấy là làm thiện nó rất khó, làm ác nó dễ, là bởi vì sao? Bởi vì làm ác ấy, là chúng ta có lợi ngay tức thì. Làm thiện ấy, thì chúng ta thiệt ngay tức thì. Là sao? Ví dụ như cái ví dụ vừa rồi, chúng ta làm ác là chúng ta lấy trộm, thấy có 1.000 đồng chúng ta lấy trộm là chúng ta có thêm 1.000 có tiền xài là có lợi ngay tức thì đó. Nhưng mà làm thiện thì sao? Làm thiện chúng ta muốn giúp cái người đó, chúng ta phải xỉ tiền ra, chúng ta thấy là chúng ta phải móc hầu bao ra, chúng ta làm phước thì chúng ta thấy là cũng phải đắn đo chứ. Mình nhà không có nhiều thì mình rút thấy kêu thầy nói là cái việc này cần 500 đồng nha, mình đắn đo 500 đồng, vậy là mất 1/4 tháng lương của mình rồi. Vậy là không biết là tháng này có đủ ăn không, mong mắc hồi thôi thầy con có 50 thôi chứ 500 không được đâu. Chúng ta thấy là cái trí đạo nó năn văn là như vậy, tức là cái việc mình làm thiện đấy là nó sẽ tổn hao đến mình ngay tức thì, cho nên là mình khó hơn. Tức là làm thiện giống như mình phải đi lên dốc và mình phải nỗ lực cố gắng, còn làm ác là chúng ta thấy là đi xuống dốc, là mình đi bước nó đẩy mình tới 3 bước rồi là khỏe re, cho nên là nó rất là nhàn. Cho nên là chúng ta thấy là chúng ta trở nên ô nhiễm khi mà chúng ta bị rơi vào cái dòng xoáy của những cái ước muốn mà không tốt đẹp. Sở dĩ mà mặc dù chúng ta biết cái điều đó là không tốt đẹp nhưng mà chúng ta vẫn rơi vào là bởi vì như vậy đấy đó, tức là nó đem lại cái lợi cho ta tức thì. Và như trong kinh Đức Phật có nói rất rõ ràng, có 3 thứ, tức là nó có vị ngọt, có sự nguy hiểm và sự xuất ly. Tức là những cái việc ác đó nó có cái vị ngọt, tức là nó đem lại lợi lạc cho chúng ta, đem lại cái ngay tức thì cho chúng ta, nó có vị ngọt đấy, nhưng mà đằng sau nó có cái nguy hiểm. Thông thường chúng ta chỉ thấy được cái vị ngọt ở phía trước thôi, chúng ta chỉ thấy được cái trước mặt mà không thấy được phía đằng sau nó ẩn chứa những cái điều. Bởi vì những cái mà nguy hiểm đấy là nó tiềm tàng, nó ẩn ở phía sau cái việc làm đó, mà chúng ta cần phải dùng cái này chúng ta nghĩ thì nó mới ra. Thế còn cái việc mà cái vị ngọt đó là nó hiện ngay trước mắt thôi, chúng ta nhìn cái này chúng ta thấy được nó là có lợi liền, nhưng mà sau cái lợi đó chúng ta thấy là chúng ta phải suy đi tính lại, nghĩ tới nghĩ lui, chúng ta mới hiểu được rằng là đằng sau đó nó có những cái mà bất cập bất như ý. Chính bởi vậy cho nên nhiều khi mà chúng ta trong cuộc sống chúng ta hành động đã đời xong bắt đầu chúng ta mới hối hận, là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy là nó có vị ngọt chúng ta làm đại đi, nhưng mà sau đó bắt đầu cái nguy hiểm nó mới tới mà chúng ta không thấy. Cho nên là Đạo Phật dạy chúng ta
cái cách nhìn nó toàn diện hơn để chúng ta thấy được cái vị ngọt, đồng thời thấy được cái sự nguy hiểm. Và khi mà thấy được sự nguy hiểm đó thì nhất định là chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta tránh tức là xuất đi, để chúng ta không rơi vào cái vòng xoáy của tội lỗi, không rơi vào cái vòng xoáy của những cái điều bất thiện. Thì đó là cái phần tiếng Anh nội dung của bài kinh, tức là bài kinh không uế nhiễm. Tôn giả Xá Lợi Phất giảng một bài pháp thoại cho các tỳ kheo về ý nghĩa của cấu uế và giải thích rằng một vị tỳ kheo trở nên uế nhiễm, trở nên bị cấu uế chi phối là khi mà vị tỳ kheo đó rơi vào cái dòng xoáy của những cái ước muốn không tốt đẹp. Đây là khi mà chúng ta cấu uế là bởi vì ban đầu chúng ta tác ý, chúng ta nghĩ đến những cái điều nó không tốt đẹp. Khi mà ví dụ như mà chúng ta nghĩ tới cái việc mà đem lại hạnh phúc an lạc cho cuộc sống của mình thì chúng ta mới đến cái lớp này học. Còn nếu mà chúng ta nghĩ đến một cái party vui vẻ cuộc sống bình thường thì chúng ta sẽ không có mặt ở đây. Cho nên là tương tự như vậy với những cái điều bất thiện, chúng ta khi mà chúng ta trở nên bất thiện là bởi vì chúng ta ban đầu chúng ta có cái tư duy tác ý về những cái điều bất thiện đó và bắt đầu, bởi vì cái đó là cái bước đầu quan trọng nhất, bởi vì như đã nói nó có cái vị ngọt, khi chúng ta nghĩ đến là chúng ta sẽ ham vào đó, là chúng ta muốn tới để chúng ta lượm lấy và chúng ta thọ hưởng nó. Cho nên là nó sẽ khiến chúng ta bị rơi vào cái dòng xoáy, dùng cái từ rất hay tức là sway, tức là chúng ta bị đung đưa lóc lư và bị nó thao túng. Sway tức là nó thao túng chúng ta. Chúng ta giống như là như lần trước có đưa ra cái ví dụ, tức là con voi mà nó vô tình nó rớt vào cái đầm lầy đó là nó bị thao túng bởi cái đầm lầy đó, nó không rút chân ra khỏi được. Mà chúng ta lỡ rơi vào cái ngũ dục lạc mà chúng ta không tỉnh đò nó là cũng bị cái đó nó làm chúng ta lún sâu vào. Giống như cái câu chuyện một cái cây gài mà nó, con khỉ nó bị dính chân dính tay rồi đó, thì khi đó ban đầu nó dính một tay vào nó muốn gỡ cái tay này ra, cuối cùng cái tay kia nó dính luôn. Và tương tự như vậy với hai chân, nó càng chúng ta thấy là ngũ dục lạc, cái Phật ví như là uống nước biển, càng uống càng khát, và chúng ta càng cố gắng nhảy nhụa chúng ta thoát ra, nhưng mà không khéo đó là bị nó sway, tức là nó bị xoáy chúng ta vào đấy và chúng ta dính lại càng chặt hơn nữa. Thì đó là cái nội dung chính của bài kinh ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy rõ ràng là được chia ra làm hai phần, tức là có hai cái nội dung chính của bài kinh đó. Thì thứ nhất là cái phần thứ nhất là ngài Xá Lợi Phất giảng thế nào được gọi là cấu uế, và cái thứ hai tức là tôn giả Xá Lợi Phất sẽ giảng cho chúng ta là đời sống như thế nào thì chúng ta sẽ đi cấu uế, tức là áp dụng vào cái đời sống bình thường hàng ngày của chúng ta đó, thì như thế nào cuộc sống của chúng ta sẽ rơi vào cấu uế. Tất nhiên thì cái bài kinh này là tôn giả Xá Lợi Phất giảng cho các tỳ kheo và chúng ta có thể liên hệ sang cuộc sống bình thường của chúng ta. Và đương nhiên khi mà giảng thế nào là cấu uế, thế nào là đời sống bị cấu uế, thì rõ ràng ở trong đó chúng ta sẽ thấy ẩn phía sau là như thế nào là cái đời sống thanh tịnh và con đường để có thể đưa tới cuộc sống thanh tịnh, an lạc và hạnh phúc của giải thoát giác ngộ. Thì đó là cái phần tóm yếu của bài kinh. Và chủ đề của bài kinh ngày hôm nay là thế nào là một đời sống chánh mạng. Thì như đã nói đấy, cái phần tóm yếu có chia ra giải thích là thế nào là cấu uế và thế nào là một cái đời sống không bị cấu uế. Thì rõ ràng tôn giả Xá Lợi Phất muốn nhấn mạnh về cái đời sống chánh mạng. Chánh mạng tức là chúng ta sống đúng, không có bị cấu uế nó chi phối. Và ở đây bài kinh này sẽ nhấn mạnh về cuộc sống chánh mạng là như thế nào, và cũng như đã nói là đối tượng là các tỳ kheo, nhưng mà chúng ta có thể áp dụng ra cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta sang tiếp cái phần thứ tư của bài kinh là duyên khởi, tức là cái nguyên do mà ngài Xá Lợi Phất thuyết giảng cái bài kinh này. Thì lúc bấy giờ Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, tại tinh xá Kỳ Hoàn, thì Đức Phật không như bài kinh trước thì Đức Phật còn hiện diện ở giảng đường, và ngài thuyết ngắn gọn như bài kinh Thừa Tự Pháp đó. Ngài giảng ngắn gọn là như thế nào là Thừa Tự Pháp, như thế nào gọi là Thừa Tự Tài Vật, và sau đó thì kêu tôn giả Xá Lợi Phất giảng
kỹ lưỡng như thế nào, được gọi là thờ tự pháp và như thế nào thờ tự giải vật. Còn ở bài kinh này là Đức Phật không có xuất hiện mà trực tiếp tôn giả Xá Lợi Phất gọi các tỳ kheo và giảng, mà sau đó trong chúng thì có ngài Mục Kiền Liên, cho nên là hai ngài lúc đầu thì ngài Xá Lợi Phất đưa ra những cái lời vắn tắt, sau đó thì tôn giả Xá Lợi Mục Kiền Liên có hỏi từng hạng người một để ngài Xá Lợi Phất phân tích từng hạng người đó ra và cuộc sống của từng hạng người đó như thế nào. Thì cái phần duyên khởi đó chính là ở cuối trang số 39, ở mục 2 La Mã phần tóm tắt, chúng ta đọc sơ trước. Có bốn hạng người ở trên đời. Hạng thứ nhất có cấu uế mà không tự biết. Hạng thứ hai có cấu uế và như thật biết mình có cấu uế. Thứ ba không cấu uế nhưng không tự biết. Thứ tư không cấu uế và biết như thật mình không cấu uế. Như vậy trong bốn hạng người này thì chúng ta có thể chia ngắn gọn ra để dễ thấy, tức là thành ra có hai thôi, một hạng là biết và một hạng là không biết. Và đối với lại ngài Xá Lợi Phất thì ngài nói rằng là cái hạng mà biết ấy thì là ưu thắng, tức là tốt đẹp hơn, còn cái hạng mà không biết ấy thì gọi là hạ liệt, tức là cái hạng đấy là chúng ta phải sửa bởi vì chúng ta đang rất là thấp kém. Thì hạng thứ nhất gọi là có cấu uế mà không tự biết thì cái hạng này là hạng hạ liệt rồi, tức là muốn nói rằng là cái hạng này là cái hạng làm ác mà không biết mình đang làm ác, tức là ví dụ như mà mình trộm cắp, mình lường gạt, rồi tùm lum nói dối, nói thâu dệt mà mình nói rằng là ở cái đấy không phải chuyện ác, cái chuyện đấy bình thường thôi, không phải lỗi lầm gì hết, đó là cái chuyện rất bình thường, không có phải lỗi, không có phải là việc ác. Thì chúng ta thấy rất rõ ràng rằng là mình đang phạm phải năm giới, mình đang làm cái việc ác mà mình không biết đó là ác, thì chúng ta thấy là rất là nguy hiểm. Cái hạng thứ hai này có cấu uế và như thật biết mình có cấu uế, thì cái hạng này là cái hạng mà thuộc về ưu thắng. Tức là khi mà chúng ta với cái hạng thứ nhất đấy có cấu uế mà không tự biết thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta phạm phải những việc ác, còn với hạng thứ hai có cấu uế mà biết đó, khi mà biết đó, thì mình sẽ khởi cái tâm mình không có muốn tiếp tục nữa. Là chúng ta thấy rất rõ ràng là đối với đạo Phật nó rất là quan trọng là cái chỗ thấy biết, chứ không giống như ở thế gian. Chúng ta nói rằng là thường thường thế gian mình cứ nói rằng là không biết thì không có tội, đúng không? Nhưng mà trên thực tế với đạo Phật ấy thì không biết tội nặng hơn. Chúng ta phải lưu ý, tức là đứng trên mặt thế gian pháp thì rõ ràng là như vậy. Cũng có một lần là Đức Phật thuyết pháp ấy, thì có một cái vị quan đại thần vị thưa như này, thưa Đức Thế Tôn rằng là theo như con ấy thì con thấy rằng là cái hạng mà biết ấy là, thậm chí ông còn nói ngược lại, hạng biết là tội nặng hơn nữa. Ông thì ngược lại, tức là sao? Ông nói rằng là ví dụ như là những cái người mà làm quan ở trong triều đình á, là những người biết về luật pháp mà phạm tội là bị xử nặng hơn. Còn những người dân là cái người mà không biết, thì do họ không biết họ phạm cho nên là mình có thể du di đi được. Cho nên mới nói rằng là không biết thì không có tội. Thì chúng ta thấy là đối với thế gian thì có thể đúng hay sai? Là đúng, cái đó đúng bởi vì họ không biết thì mình có thể châm trước được. Nhưng mà đối với đạo Phật thì khác, bởi vì đạo Phật là cái đạo gì? Thấy biết, đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin. Chúng ta thấy rất rõ cái điều đó, ban đầu chúng ta tin nhưng mà xong rồi chúng ta đến phải thấy, phải biết thì mới củng cố được đức tin của mình. Như vẫn đưa ra cái ví dụ đó, tức là đây là một cái cục than rất là nóng, chúng ta thấy là với cái hạng mà không biết và cái hạng biết đó, một cái hạng biết đây là cái cục than cầm vào sẽ nóng và phòng tay, và một cái hạng mà không biết đây là cục than cầm vào không biết là có nóng có phòng tay hay không. Thì hai cái hạng đó mà chúng ta thấy là cái hạng nào ăn yên ổn hơn? Rõ ràng cái hạng biết là cái cục than nóng thì sẽ không có đụng vô nữa, thì sẽ được an toàn. Còn như mình thì không biết, mình cứ cầm đại mình chơi vòng lên một xuống, tung lên tung xuống, cuối cùng cái tay chúng ta nó thành một màu đen, tức là nó cháy thành than, là chúng ta thấy là chúng ta đau khổ thôi. Cho nên là mới nói đạo Phật là cái đạo của trí tuệ, chúng ta phải biết, phải thấy, chứ không thể đến với đạo Phật mà chúng ta đến với cái hình thức là
tín ngưỡng không mà không biết không thấy, và không biết không thấy đó là nó rơi vào cái tình trạng mình có ba độc là tham, sân và si. Mình thấy tham là ghê gớm rồi, sân là ghê gớm rồi, nhưng mà si nó còn ghê gớm hơn. Bởi vì chúng ta thấy sao, sở dĩ chúng ta có tham là bởi vì si, sở dĩ có sân là bởi vì chúng ta si mê, chúng ta không biết. Cho nên là cái si nó bao trùm tất cả. Si là cái gì? Si là không biết thôi, là mê mờ. Mê mờ là chúng ta tự nguy hiểm, là chúng ta rớt xuống vực sâu lúc nào không biết, rớt xuống địa ngục lúc nào không hay. Và không biết thì chúng ta cứ rớt hoài, không bao giờ có thể ngưng. Cho nên là với cái hạng mà có câu uế và như thật biết mình có câu uế, tức là biết rằng là đây là cục than nóng, thì sẽ không có muốn đụng vào nó nữa. Và khi mình biết đây là những cái câu uế, đây là những việc ác, thì mình sẽ không có muốn làm nữa. Ít nhất mình phải biết đã, còn mình có làm hay không làm, gọi là cái tập khí, nhiều khi mình biết nhưng mà mình vẫn làm. Nhưng mà từ từ nó sẽ lâu ngày chúng ta tập dần thì từ từ chúng ta sẽ bớt đi, chúng ta không làm. Thì đó là hạng thứ hai. Và hạng thứ ba là không cấu uế nhưng không tự biết. Tức là hạng này là không làm ác mà không tự biết. Hạng này được không? Rõ ràng không biết. Như đã nói, tức là cái hạng mà không biết thì liệt vào là hạng hạ liệt. Bởi vì sao? Lát nữa chúng ta sẽ phân tích vào. Bởi vì không có câu uế mà mình không biết thì mình có thể phạm phải câu uế lúc bất cứ lúc nào, bởi vì mình đâu biết cái đấy là tốt hay không tốt đâu. Cho nên mình sẽ có thể phạm. Và không câu uế và biết như thật mình không câu uế thì hạng này là number one, đúng không? Số 1. Mình không có câu uế tức là mình thanh tịnh rồi, mà mình biết rằng là mình thanh tịnh thì mình sẽ không phạm nữa. Thì đó là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài trong cái phần duyên khởi, Ngài gọi các tỳ kheo đến và Ngài thuyết giảng về bốn cái hạng người này. Thì như đã nói, cái hạng mà tự biết thì là thuộc về ưu thắng, hạng không biết thì thuộc về cái hạng hạ liệt. Thì như thế chúng ta có thể thấy là cái nguyên nhân mà Tôn giả Xá Lợi Phất thuyết cái bài kinh này không phải là không Ngài tự nhiên Ngài thuyết, mà nó có lý do. Là như đây chúng ta thấy là nó sẽ cái mức độ nó bắt đầu nặng hơn cái bài kinh Thừa Tự Pháp rồi. Thừa Tự Pháp như lần trước chúng ta học, tức là gì? Chư tỳ kheo đến với Đức Phật, đến với tăng đoàn mà không phải là vì Thừa Tự Pháp mà vì Thừa Tự Tài Vật, tức là vì cái mục đích gì đó. Như lần trước mình có liệt kê ra bốn hàng người, không biết còn nhớ không? Tức là cái hàng thứ nhất là quyết tâm cầu đạo để giải thoát pháp này. Hạng thứ hai là có thể nói được nghĩa lý của đạo. Hạng thứ ba là vì cái mục đích mưu sinh. Hạng thứ tư là phá đạo, quyết tâm cầu đạo giải thoát. Thì cái hạng đó là number one, tức là mình đến, mình học hỏi, mình tu tập mà quyết một cái đời này để mình đắc quả thánh, để không còn bị luân hồi sinh tử nữa. Và hạng thứ hai là mình chưa đủ khả năng đó. Thì tất nhiên là trong bốn hạng người đó thì Đức Phật chỉ có tán thán hạng thứ nhất thôi. Hạng thứ hai là cũng tức là có thể nói được nghĩa lý của đạo, tức là gì? Tức là giống như thầy hay là các vị học xong là có thể thao thao bất tuyệt nói, nhưng mà trên thực tế mình chả được cái gì hết, tức là chỉ một mớ kiến thức trong đầu thôi, và mình chưa có tu, chưa có chuyển hóa, chưa có thể vận dụng cái đó, biến cái đó thành cái của mình. Tức là ví dụ như là mình nghe Đức Phật nói vô ngã, mình cũng biết vô ngã, và vô ngã là gồm có sắc thọ tưởng hành thức năm yếu tố hợp lại. Vô ngã là bởi vì năm cái thứ đó nó cấu hợp giả danh thành con người thuộc lò, nhưng mà cuối cùng thì đụng cái gì đó đến mình cái bệnh dạ, ta là giáo sư nha, ta là giáo sư nha, và chúng ta thấy là bừng nổi sân, nổi hạt lên. Là chúng ta thấy là mình biết vô ngã, đã vô ngã thì nổi sân làm chi, nhưng mà mình vẫn nổi sân là bởi vì chúng ta biết nó nhưng mà chưa có thẩm thấu và chưa chuyển hóa được nó thành của mình thôi. Thì cái đó được gọi là hạng có thể nói được nghĩa lý của đạo, tức là chúng ta học đạo chúng ta biết nhưng mà chưa có thể mà chuyển cái pháp học đó thành cái pháp hành, chưa cái chuyển cái mớ kiến thức đó của Đức Phật thành cái thực tế của mình. Cái vấn đề nó chỉ là cái đó thôi, nhưng mà cũng còn khá, tuy rằng cũng bằng hạng thứ nhất nhưng mà khá là bởi vì mình biết là có là thuộc cái hạng ưu thắng này, tức là mình biết là mình từ từ mình cũng sẽ nỗ lực mình giải quyết, mình sẽ không có bị nguy hiểm mà cái cục than nóng nữa. Và cái hạng thứ ba là mưu sinh, tức là vì thấy là được người ta cúng dường trọng vọng cung kính cho nên chạy vô tu. Những người hạ liệt đã chạy vô tu rồi, thứ cuối cùng thì thấy là
đạo Phật phát triển quá thì vào muốn cài người vào để phá để giảm uy tín vân vân như vậy. Thì chúng ta thấy là ở cái bài kinh này cái mức độ nó đã trầm trọng hơn cái bài Thừa Tư Pháp, và trong bốn cái hạng người kia thì hạng thứ ba và thứ tư đã xuất hiện rất là nhiều, cho nên là cấu nhiễm uế nhiễm bắt đầu nó mới đen lỏi trong tăng đoàn rất là nhiều, và đến mức có thể nói là mình nói là có thể là so với thời đấy là nó có một cái sự báo động, cho nên là ngài Sa Lợi Phất mới phải gọi các tỳ kheo ra để giảng về bốn cái hạng người này để cho các tỳ kheo nhận ra được rằng là mình đang thuộc cái hạng người nào để mà chỉnh đốn lại. Thì chúng ta thấy là nói như vậy để thấy rằng là thời Đức Phật ngài đã phải đối diện với rất nhiều những cái khó khăn ngoài đạo phá rồi, ngay trong bản thân tăng đoàn cũng vậy, các tỳ kheo đâu phải ai cũng tuân theo ngài đâu, và nhiều khi với những người không tuân thì có những người nói mà họ không nghe, rồi nói mà họ không tiếp nhận, họ vẫn cứ giữ cái tư tưởng cũ của họ. Và cho nên là ngay trong khi mà chúng ta học trong kinh Pháp Hoa cũng vậy, khi mà ngài chuẩn bị thuyết pháp cái là 500 người bỏ đi là bởi vì họ không có tuân theo Đức Phật, nên là họ không có hiểu được pháp, một phần là không hiểu được những cái pháp mà Đức Phật nói ra, phần thứ hai là có một cái phần là không có tuân Đức Phật cho nên họ bỏ đi. Cho nên là chúng ta thấy là khi mà đọc vào kinh điển Nikaya và nhất là đọc vào kinh Trường Bộ nữa, chúng ta thấy là ngoài đau đến tấn công Đức Phật dữ dội lắm, nhưng mà ngài vẫn điềm nhiên thản nhiên, bởi vì ngài có được tứ thần túc và có cái lực cho nên là vững chãi để mà hành đạo. Nói như vậy để mình thấy rằng là cái việc mà chúng ta học pháp lúc nào nó cũng gặp khó khăn, thời đi đợi vậy gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà mình nương nhau hình ảnh của Đức Phật và mình nỗ lực thôi. Tất nhiên không phải so sánh với Đức Phật, mà đó là để chúng ta tự động viên mình để cố gắng để chúng ta tu tập. Cho nên mới có cái câu hỏi là gì, Phật cao một thước ma cao ba trượng là như vậy. Không phải là ma cao hơn Phật, mà tức là muốn nói rằng là khi mà chúng ta khởi tâm chúng ta tu, giống như cái việc thiện ấy, chúng ta khởi tâm chúng ta muốn làm việc thiện, nó gây ra nhiều cái sự đắn đo và nhiều cái mà nó cản trở chúng ta đó. Thì cái đó gọi là cái tâm ma đó. Tâm ma nó cản trở chúng ta, nó làm chúng ta thối chí nản tâm, không muốn làm những việc đó, không muốn tu những việc đó. Cho nên mới nói là ma cao ba trượng là vậy. Nó không phải cao hơn, mà tức là nó đang gây khó khăn chúng ta thôi, chứ không phải là nó cao hơn. Và nói đến cái chuyện thấy biết, chúng ta thấy là đó cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng. Tất cả ở trong đạo Phật là chúng ta thấy nó nằm ở cái chữ thấy và chữ biết thôi. Còn ngược lại, không thấy không biết là cái mà chúng ta cần phải điều chỉnh. Không nói gì đến đạo Phật, ngay thế gian chúng ta cũng vậy. Thế gian chúng ta nhiều khi nó luẩn quẩn lắm. Có lúc nói thì không có tội, tức là không biết thì không có tội, nhưng mà có những lúc thì lại kết luận rằng là không biết là có tội. Ví dụ như chúng ta thấy là chẳng hạn như cái câu chuyện mà bà đã ăn cắp bánh mì cái thời năm mà Mỹ còn đói nghèo năm 30 mấy, nhưng chúng ta có nghe câu chuyện đó chưa? Có một ông thị trưởng tên là Theo Lê đấy, ông vừa là thị trưởng mà vừa là một cái vị giải quyết cái viên tòa luôn. Thì cái thời bây giờ do thị trường chứng khoán về mọi thứ nó xuống dốc, cho nên là Mỹ lâm vào cái tình cảnh đói kém, không có để mà ăn. Cho nên là lúc đó là đồ ăn nó quý giá hơn tất cả mọi thứ. Và cái bà già này thì có đứa con ấy, thì chồng đứa con gái bỏ đi, còn đứa con gái thì chết. Rồi hai đứa con thì ốm nhau ốm nhách mà bị đói sắp sửa muốn chết đó. Thì bà thấy cái tình cảnh đó bà thương quá, mà bà không có tiền không có của gì hết mà không biết làm cách nào. Cho nên là bà đi ra ngoài chợ thì nhìn thấy cái tiệm bánh mì đó thì bà dình. Bà đến lúc này thì con mà nó không ăn ấy, thì cháu mình nó không ăn thì nó sẽ phải chết. Cho nên là vì một cái tình thương cho nên là bà giật hai bánh mì bán trộm đem về cho con ăn, đem về cho cháu ăn. Thì khi mà đem về cho cháu ăn như vậy thì người ta phát hiện ra được, và người ta lúc đó là cái tội ăn trộm, mà nhất là ăn trộm thực phẩm đồ ăn rất là nặng. Cho nên là bà bị người ta tố giác và bị bắt. Và bị bắt khi mà đưa lên cái phiên tòa đó để mà phân định, để mà kết án đó. Thì cái ông thị trưởng đó là cái người mà chủ tọa phiên tòa, thì ông nói rằng là ông hỏi bà ấy là có phải là bà ăn trộm cái bánh mì không. Thì bà nói là vâng, đúng là tôi đã ăn trộm. Thì ông nói rằng là nếu mà bà ăn trộm ấy thì buộc là phải xử tội ăn trộm thôi,
bởi vì lấy cái công bằng cho mọi người. Cho nên là bây giờ khi mà xử tội như vậy thì cho bà hai cái lựa chọn. Thứ nhất là bà nộp phạt 10 đồng cũng lấy to. Và thứ hai nữa là bà phải ngồi tù 3 tháng, bà chọn cái nào? Thì bà nói là thưa quan già, tôi mà có 10 đồng tôi ăn trộm làm gì nữa. Cho nên là tôi chọn cái phương án là ngồi tù thôi. Thì khi đó thì ông ấy mới rút trong cái bóp của ông ấy ra cái tờ 10 đồng và ông bỏ cái nón cho ông ấy. Ông nói rằng là đây là 10 đồng nộp phạt cho bà và bà được chạy ngoài không phải ngồi tù. Và sau đó thì ông ấy tuyên án, ông nói rằng bây giờ là xử tất cả những cái người ở trong cái phiên tòa đó, mỗi người phải nộp phạt 50 sen. Mọi người ngỡ nó bảo tại sao mà mình đến hearing thế, có làm cái tội gì đâu mà xử phạt. Thì ông nói là cái tội mà chúng ta là đó là cái tội bàng quan, tức là sống ở trong một cái thành phố như vậy mà phải để cho một cái bà già rất là lớn tuổi như vậy sống trong cảnh đói nghèo mà phải đi ăn trộm để nuôi đứa cháu mình. Thì cuối cùng sau cái phiên tòa đó, khi mà đi thu mọi người hoan hỉ để mà nộp cái tiền phạt đó, và khi mà xong ấy thì thu được tới 50 đồng. Tôi thấy bà ấy ăn trộm được cái bánh mì mà cuối cùng còn được thêm 50 đồng nữa, mà 10 đồng đã to rồi mà chúng ta thấy là 50 đồng còn to hơn rất là nhiều. Cho nên là chúng ta thấy là mặc dù chúng ta thấy là có những lúc là biết là có tội, có những lúc mà không biết thì cũng nó tùy duyên. Cho nên đạo Phật nói là tùy duyên, trong những cái hoàn cảnh đó thì cái việc đó nó đúng, trong những hoàn cảnh khác thì cái việc đó nó sai. Thì chúng ta thấy là ở đây muốn nói rằng là không biết mà có tội là ở cái chỗ là những cái người bàng quan đó, nên là không biết rằng là mình tồn tại ở trong thành phố, mình tồn tại một cái bà già đó ở nheo nhóc khổ sở như vậy mà chúng ta làm thinh. Chúng ta thấy là trong đó mặc dù là cái ông thẩm phán này ông không có biết đạo Phật, nhưng mà mình thấy rất rõ là cái đạo lý duyên khởi ở trong đó. Tức là chúng ta sống ở trong một cái môi trường này là có cái sự tương tác đến nhau. Trong chúng ta có các vị, ở trong các vị có bản thân thầy. Ví dụ như muốn mà ngồi đây giảng thì phải có học viên nhé, phải có người nghe chứ. Không có, nếu mà các vị không đến đây thì thầy cũng không có đến đây làm gì. Nên là chúng ta tồn tại là tồn tại trong nhau. Cho nên là mặc dù không thấy điều đó, nhưng mà thực tế đó là một cái duyên khởi rất là móc nối với nhau. Chúng ta sống là chúng ta phải có cái sự có mặt trong nhau. Khi mà chúng ta có mặt trong nhau, ví dụ như mà một cái thành phố mà có 50 người mà tới 40 người mà giống như cái bà ấy, thì chúng ta thấy là cái thành phố nó trở nên là rất là tồi tàn, rất là khổ sở rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết giúp nhau mà từ 40 bà đó rút xuống 30, 10, 20, 5, thì tự nhiên cái thành phố nó tốt đẹp và cuộc sống chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Cho nên gọi là có duyên trong nhau. Chúng ta tạm ngưng ở cái phần duyên khởi để muốn nhấn mạnh rằng là trong bốn cái hạng người đó, cái hạng biết là cái hạng ưu thắng, cái hạng không biết là cái hạng hạ liệt. Bởi vì chúng ta biết thì chúng ta có cái tâm tưởng muốn vươn lên tốt đẹp hơn, còn không biết thì chúng ta có thể xa đoạn hoặc là sẽ xa đoạn bất cứ lúc nào. Thì chúng ta tạm ngưng ở đây, buổi sau chúng ta đi tiếp. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả